Ngọc Chiều rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện học trường. Kính thưa quý vị phụ huynh cùng các cháu học sinh thân mến, như vậy là chúng ta đã có một khoảng thời gian thật dài ở nhà để phòng tránh dịch bệnh. Và chắc chắn rằng đến thời điểm này, tất cả các bậc phụ huynh cũng như là các cháu học sinh đều có những trải nghiệm thật đáng nhớ trong suốt thời gian qua, với tâm lý không thật dễ chịu chút nào, phải không ạ? Hoang mang có, lo lắng có, cả việc trấn an nhau để cùng mọi người thực hiện tốt các giải pháp phòng tránh dịch bệnh nhằm giúp cho quý vị cũng như là các cháu học sinh có một tâm lý an toàn nhất bước qua thời điểm này. Thì chương trình có mời đến chuyên gia tư vấn tâm lý trị liệu cá nhân, cô Nguyễn Thị Mai Quý, và một vị khách mời chị Nguyễn Hồng Nhung, chuyên gia đào tạo học viện MC Plus và cũng là một vị phụ huynh đang sinh sống tại thành phố biển Vũng Tàu. Trước khi bắt đầu nội dung chương trình ngày hôm nay thì chắc là xin được mời hai vị khách mời hãy chia sẻ đôi chút tâm lý của chúng ta ở ngay trong mùa dịch này ạ. Xin được mời Nhung. Rõ ràng là chúng ta đang ở trong giống như là thời chiến đúng không ạ, như Dạ mà mọi người vẫn thường nói. Tuy nhiên không phải là chiến tranh mà là cuộc chiến với Covid, và tâm lý chung là tất cả chúng ta đều đang cũng rất là lo lắng, bởi vì chúng ta cũng không biết trước được là khi nào thì dịch bệnh sẽ trôi qua và cuộc sống sẽ quay lại bình thường. Và đối với một phụ huynh có hai con nhỏ, với tình trạng bây giờ các bạn đang phải ở nhà thì chúng ta cũng phải rất là đau đầu để nghĩ xem là các cái hoạt động sinh hoạt trong nhà phải sắp xếp như thế nào. Thực ra thì vào thời điểm này thì hầu như là cái không khí và sự lo lắng nó sẽ bao trùm khắp mọi nơi rồi, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới Đúng nữa, bởi rồi, thưa vì cô. chúng ta đang chiến đấu với một cái gì đó rất là vô hình và tất cả đều đang nỗ lực rất là nhiều, và chính phủ rồi toàn dân cũng đều đang đồng lòng. Và chính cái điều đấy thực ra mà nói là một nghề tâm lý, và mình cũng hiểu được rằng luôn luôn phải giữ cái sự tích cực ở trong mọi suy nghĩ của mình. Tuy nhiên thì mình cũng không thể nào mà quá lạc quan ở trong cái trạng thái là mình suy nghĩ rằng cái gì đấy nó quá tốt đẹp. Nhưng mà ở góc độ tâm lý thì mình luôn luôn thấy một điều là phải kiểm soát được cái suy nghĩ của mình, làm sao để mình luôn tin tưởng vào những điều thực sự tốt đẹp, và giữ cho cái tâm lý của mình, đồng thời những người xung quanh mình họ cũng ở trong cái trạng thái tin tưởng như thế. Đó là tâm lý của cả hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả cùng theo dõi tâm lý hiện tại của một số phụ huynh cũng như là các cháu học sinh như thế nào nhé. Cháu được nghỉ học trong cái mùa dịch bệnh này thì tôi thấy rất là an tâm, bởi vì nó sẽ tránh được các nguy cơ lây nhiễm đối với con tôi và như các cháu học sinh. Vì vậy là tôi mong muốn là sau khi cái tình hình dịch bệnh nó ổn định á và nó hết rồi á thì các cháu đi học trở lại thì nhà trường sẽ có được những cái giải pháp hiệu quả nhất để bù đắp với cái lượng kiến thức thiếu hụt của các cháu trong thời gian qua. Bình thường các con đi học theo giờ hành chính của mình thì mình dễ quản lý cái khung thời gian của con hơn. Còn như hiện nay nó rất là khó khăn, vì giờ làm cũng giống như giờ học của con là nó lệch nhau, thế nên nên nhiều khi mình đi làm để con ở nhà con chơi, mà chủ yếu bây giờ các con chơi game là chủ yếu, vì thực tế bây giờ cũng không được ra ngoài đó. Như tôi là tôi nhốt hai cháu ở nhà trong nhà đó, học xong thì các con chơi, thì các con ngoài gì bây giờ chỉ ôm iPad chơi thôi. Sau Tết dịch bệnh Covid thì nói chung là gia đình nó thì cũng ở nhà gần gũi nhau hơn, và bên cạnh đó thì các con sau những giờ học online trên mạng, thì sau những giờ học online xong thì các con rất là rảnh nhiều thời gian, các con cũng phụ giúp mẹ là dọn dẹp nhà cửa cho sạch gọn. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái thời gian rảnh nhiều quá nên các con thường hay xem tivi, máy tính, rồi không được vận động vì không dám cho các con ra đường. Với những ý kiến vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là mọi người có một cái suy nghĩ, một cái tâm trạng khác nhau, nhưng tựu chung nhất vẫn là một chút gì đó hoang mang và lo lắng. Và với vai trò của một chuyên gia tư vấn tâm lý trị liệu thì Ngọc Diệu rất muốn nghe ý kiến từ phía cô Mai Quý. Xin được mời cô. Bây giờ ngoài việc chúng ta đang cách ly ở nhà này, ở ngoài kia rất là nhiều người giống như là bác sĩ này, các y bác sĩ này, các chiến sĩ quân đội này, cả chính phủ nữa, họ đang cố gắng rất là nhiều để từng ngày một chiến đấu với một cái sự cân bằng ổn định trở lại cho xã hội. Thì những cái gì chúng ta có thể làm đó là hãy đồng đồng hành cùng với chính phủ trong cái việc mà
thực hiện những cái nghị định mà chính phủ đã đưa ra, đồng thời giữ cho tâm lý của mình ổn định và tin vào những điều tốt đẹp. Bởi vì bây giờ bạn phải ý thức một điều rằng nếu như chính mình hoang mang thì các con này và những người trong gia đình của mình cũng hoang mang, và nhân viên của mình hoang mang, mọi thứ đều hoang mang. Thế thì mình sẽ không nói rằng cái gì để nó quá là tốt đẹp hay gì đó, chúng ta không thể nào mà huyễn hoặc mọi thứ, nhưng cái việc mà giữ cho mình một niềm tin, giữ cho mình ở trong một trạng thái cực kỳ ổn định và năng lượng, thì chính cái điều đấy nó giúp cho chúng ta có những năng lượng rất là tích cực. Và ở một góc độ khác thì mình không thể thay đổi cái cục diện bên ngoài, nhưng mình có thể thay đổi cục diện bên trong bằng cách là mình sẽ thay đổi những cái suy nghĩ. Thì bây giờ đã lâu lắm rồi mình không có thời gian để mà dành cho gia đình này, bây giờ là cái thời gian dành cho các con này, rồi bây giờ là thời gian để sắp xếp lại không gian sống. Một lần nữa rất là tâm đắc với cái điều mà chị và Quý vừa nói, đó chính là cảm giác như là cái thời gian trước khi dịch xảy ra thì tất cả chúng ta đều cuốn vào công việc của mình, các con thì cuốn vào các lịch học, và chúng ta không có thời gian gắn kết gia đình nhiều. Thì đây nhưng nghĩ như là một cái khoảng thời gian để mọi người tạm dừng lại một chút vào công việc của mình và nhìn vào bên trong gia đình của mình. Và cũng gia đình Nhung cũng làm những cái điều mà giống như chị Quý vừa nói, đó là tổ chức lại cuộc sống, dọn dẹp lại nhà cửa, không gian sống. Ví dụ như khôi mà đầu dịch thì Nhung cho các bạn nhỏ sơn lại phòng và vẽ lại cả nhà, phân công nhiệm vụ sắp xếp lại nhà cửa. Và một cái điều cũng rất là hay, đó là đây là một cái dịp mà con rất có nhiều thời gian, mà trước đây con cứ bận học hết, mình không có dạy con làm việc nhà. Thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Rõ ràng là có rất là nhiều những cái hoạt động mà khi mà chúng ta ở nhà chúng ta có thể làm cùng với nhau để trao cho nhau những cái yêu thương. Thế nhưng mà trong các cái hoạt động nhỏ trong nhà đó thì cũng đúng không tránh khỏi những mâu thuẫn. Thực ra thì trong cái khoảng thời gian này, giống như là chị Ngọc Diệu nói đấy, thực ra những cái điều này nó có thể xảy ra. Đúng rồi. Và bởi vì sao? Bởi vì bây giờ chúng ta không có cái không gian ở bên ngoài để chúng ta có thể tận hưởng nữa, mà phần lớn là chúng ta phải ở trong nhà. Vậy thì làm sao để chúng ta cân bằng được thì nó rất là quan trọng. Chúng ta cần phải tổ chức lại những cái thói quen sống này và cái không thời gian phù hợp với mỗi người. Và cái thứ hai nữa là mình nên chú ý đến những thành viên trong gia đình của mình về sở thích cá nhân của họ, để cho họ bắt đầu có một không gian cho riêng họ trong chính ngôi nhà của mình, là một cái cách để họ cũng sẽ đỡ cái stress. Đối với các em nhỏ thì như thế nào? Nếu mà các bạn có những cái mâu thuẫn với nhau thì làm cha làm mẹ thì chúng ta nên làm gì để giúp cho con? Nhung đã rồi đúng rồi, chúng ta có thể tránh được những cái mâu thuẫn đó, hoặc là giải quyết các cái mâu thuẫn của con với nhau. Thật ra nói là tránh thì hơi là khó đúng đó không? Nhưng mà những cái mâu thuẫn xảy ra khi mà các con có thể là cùng học cùng chơi với nhau. Ở nhà Nhung thì Nhung có một cái cách giải quyết như thế này. Thứ nhất thì Nhung cũng hỏi xem tình huống là như thế nào. Thứ hai thì Nhung sẽ đặt câu hỏi lại cho các bạn, vậy thì theo con nên xử lý như thế nào. Và thường là Nhung muốn các bạn tự đưa ra hướng giải quyết làm sao mà hai bạn đều cảm thấy thoải mái nhất. Có thể mỗi người đều chịu thiệt một phần, nhưng mà Nhung cũng đưa ra luôn, nếu như không làm được điều đó thì các con cũng sẽ bị mất đi cái quyền lợi mà các con, ví dụ như các con đang cùng chơi mà giành nhau, nếu hai bạn không sắp xếp được chia thời gian nhau thì các con đều không được chơi. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như là của địa phương để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người và đẩy lùi dịch Covid-19, thì thời điểm này thì các cháu học sinh cũng đã ở nhà. Trong một số trường hợp thì các bậc phụ huynh vẫn phải đi làm. Thế nên làm thế nào để giúp cho con của chúng ta ở nhà có được một cái môi trường ở trong nhà an toàn? Xin cô Mai Quý hãy giúp cho chúng tôi được biết những cái cách thức ạ. Về câu hỏi này thì các bạn có thể để ý thấy rằng là đi cùng với một cái vấn nạn của xã hội ấy, thì bao giờ nó cũng kèm theo khá là nhiều những cái vấn nạn khác. Chúng ta cần phải giáo dục cho con ở cái việc là có những cái vấn đề này nó có thể xảy ra trong cái thời gian này, để các con có được cái sự cảnh giác. Nhưng mà hơn ai hết thì vẫn nên có những người lớn ở nhà, chứ mang con về để gửi cho ông bà chẳng hạn cũng là một cái cách rất là hay. Và ngoài ra thì cái việc tổ chức thời gian cho con rất là quan trọng, bởi vì khi các con ở nhà quá lâu thì cái việc mà ngoài cái việc các con học cái chương trình online của các trường vẫn đang thực hiện, thì cái việc mà các con xà đạo vào iPad hay là những trò chơi game nó cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy thì ba mẹ hãy giao cho con những cái nhiệm vụ dựa trên cái độ tuổi và khả năng, bằng cái việc mà các con có thể phụ để chăm sóc cây cảnh này, hay là làm những việc nhà nhỏ nhỏ thôi, để các bạn bắt đầu có những cái sự chi phối ra. Và thêm một điều nữa là bây giờ khi mà có quá nhiều thông tin mà họ nói là thông tin giả,
Và khi mà đọc như vậy thì sẽ gây hoang mang cho cả người lớn lẫn trẻ em. Thế thì chúng ta cũng nên giáo dục cho con về những cái điều đó. Về kỹ năng sống thì chắc là ở nhà Nhung cũng đã truyền đạt cho con mình rất là nhiều kiến thức, những cái kỹ năng cần thiết khi ở nhà để an toàn, đúng không nào? Trong cái mùa dịch này thì có lẽ tất cả chúng ta đều có một cái nhìn nhận về sức khỏe rất là quan trọng, đúng không ạ? Và nhân cái cơ hội này thì Nhung dạy cho các con về sức khỏe, về dinh dưỡng, những kiến thức về dinh dưỡng, làm sao các con để đảm bảo được sức khỏe của mình, các con cần phải ăn những cái loại thực phẩm nào, các con nên hạn chế những cái loại thực phẩm không tốt nào, các con cần phải tập thể dục như thế nào. Đây là cái cơ hội rất là tốt để mà Nhung dạy cho các con những cái điều đó. Đây là cái thời điểm mà không phải là các cháu học sinh không, mà chính cả người lớn cũng không tránh khỏi những cái hoang mang và lo lắng và không biết làm thế nào để giải tỏa những cái cảm xúc đó. Cô Mai Quý có thể giúp chia sẻ cũng như là tư vấn. Mai Quý rất là băn khoăn, và chính vì cái băn khoăn này khi mà đọc cái thông tin của chính phủ là mọi người hãy coi đây là một cái cơ hội để chúng ta tập trung vào chính mình. Bởi vì 99% các vấn đề về tâm lý học và các vấn đề liên quan đến sức khỏe nó đều xuất phát từ nội tâm. Nó đều xuất phát từ những cái vấn đề từ bên trong. Vậy thì đây là một cái thời gian mà chúng ta cần ngồi lại với chính mình. Và chúng ta cũng dành thời gian cho bản thân mình, giống như là chăm sóc da này, chăm sóc sức khỏe này, luyện tập Tabata hay là luyện tập thiền, yoga ở nhà. Rồi chúng ta có thể đọc cuốn sách mà mình thích hay là quan tâm đến một số cái sở thích riêng, nhưng mà mình đã không có thời gian để làm trước đây. Và chính cái điều đó nó sẽ nâng đỡ tinh thần mình rất là nhiều. Đến thời điểm này thì các con cũng đã ở nhà khá là lâu, là từ sau Tết đến giờ, và theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo là cũng đã bắt đầu cho các con học mà trực tuyến. Thế nhưng mà cái việc học trực tuyến thì chắc chắn là đối với các bạn này thì cũng hết sức là khó khăn và nan giải đây. Rất là chính xác. Hiện tại thì nhà Nhung có hai bé, một bé lớp lá thôi và một bé thì đang học lớp 3. Dạ, trường thì Nhung biết là có một số trường các cô giáo cũng có dạy qua Zoom, nhưng mà trường của con Nhung thì không dạy qua Zoom, nhưng cô cũng có gửi một cái đường link để các con tự vào học trực tuyến. Tuy nhiên Nhung cũng nghĩ là không, chúng ta không quá phụ thuộc và quá trông chờ vào một cái chương trình online. Bởi vì việc học, Nhung cũng xác định ngay từ đầu luôn, việc học trên nhà trường nó chỉ là một phần trong cái việc học của cuộc đời mà thôi. Ngoài cái chuyện học kiến thức trên nhà trường thì có rất nhiều cái mà chúng ta có thể học. Ví dụ như là học qua sách. Ở đây Nhung cũng có mang thêm một số quyển sách về kỹ năng như là dạy con dùng tiền, hay là bộ sách cùng bạn trưởng thành của nhà xuất bản Trẻ. Trong này có rất là nhiều cái chủ đề hay như là hùng biện không khó nè, sức hút của thuyết phục, hay là niềm vui học hành. Và các con học qua những cái quyển sách như thế này thì và những cái việc làm tại nhà nữa, những cái công việc, thì Nhung nghĩ là sẽ cho các con một cái mùa nghỉ dịch nó ý nghĩa hơn và bổ ích hơn. Rõ ràng là cái việc mà học trực tuyến á là nó cũng sẽ rất là khó. Các con ở nhà, nhà là cái môi trường thân quen của các con mà không tránh khỏi cái việc mà các con sẽ bị phân tâm. Đúng như chị Ngọc Diệp nói, tức là khi mà các con đang ở trên trường lớp và tương tác với bạn bè, bây giờ ở nhà ngồi trước cái máy tính thôi, nó có thể ban đầu thì nó hào hứng nhưng mà sau đấy thì các con sẽ chán. Thế thì cái việc mà tổ chức không gian này cho các con để chỉ tập trung vào việc học, bỏ hết những cái gì đó không liên quan ra khỏi cái khu vực học của các con, và trong thời gian này thì những cái phần thưởng nó sẽ giúp đấy. Bởi vì những cái phần thưởng mà các con thấy rằng là nếu như mà hoàn thành xong và hoàn thành một cách đúng tốt thì các con sẽ có được những cái gì đó chờ đợi. Bởi vì thực sự mà nói, nếu mà chơi game ở trên iPad là các con hào hứng lắm. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà ngồi ở trên máy, trước màn máy tính để hoàn thành một cái gì đấy thì nó sẽ là một cái cực hình, đôi khi là cực hình cho các con. Có một cái giải pháp nữa đó là hiện tại có rất là nhiều cái phần mềm học thú vị như là game vậy. Thì con thì rất là thích chơi game, đúng không? Và nếu như mà chúng ta có những cái phần mềm đó thì con nó vẫn vừa học mà vẫn vừa rất là thú vị. Tuy nhiên mình cũng phải giới hạn cái thời gian. Ngọc Diệu rất muốn được nghe tư vấn từ phía cô Mai Quý để làm thế nào để giúp cho các con có được một cái tâm lý tốt nhất để các con có thể quay lại trường học. Để chuẩn bị cho con quay trở lại trường học thì không phải đợi đến khi mà mùa dịch nó ngưng lại rồi thì chúng ta mới sẽ chuẩn bị tâm lý cho con. Mà ngay từ bây giờ chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị cho con một cái tinh thần là cho dù là dịch kết thúc nhanh hay là chậm thì các con vẫn phải có một cái kỷ luật về thời gian, vẫn phải có một cái kỷ luật về sử dụng mọi thứ không gian trong gia đình. Thế thì việc ba mẹ rất là cần phải làm đó là tổ chức cái thời gian cho các con thực sự khoa học. Đừng để cho các con thức quá khuya hay là chơi quá nhiều game hay là lạm dụng quá nhiều những cái thiết bị số. Và sau đó là để sau đó chúng ta
phải nỗ lực rất là nhiều để cho con làm quen lại với môi trường học. Và trên tất cả đó là chúng ta cần phải cho các con thấy rằng là cho dù dịch như thế nào đi chăng nữa thì nó không ảnh hưởng đến cái phong cách sống của mình. Vẫn phải tập thể dục này, vẫn phải dậy sớm này, vẫn phải ăn uống điều độ này và vẫn phải làm bài tập. Và bây giờ chỉ có một cái góc nhìn tích cực hơn cho các con là các con đang được ở nhà cùng gia đình và có thời gian để chia sẻ nhiều hơn với gia đình, có thời gian để học những cái thứ mà các con thích và có thời gian để mà tương tác nhiều với anh chị em trong gia đình, ví dụ như vậy. Xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức là thú vị của chị Hồng Nhung cũng như là những cái lời tư vấn hết sức là bổ ích của cô Mai Quý để cho tất cả mọi người cùng có một cái tâm lý hết sức là vững vàng để bước qua mùa dịch một cách an toàn nhất. Xin được cảm ơn hai vị khách mời. Và quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Một lần nữa thay mặt những người thực hiện chương trình Chuyện Học Đường, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.